Cô cho con hỏi là cái làng này làng Chăm Đa Phước đúng không cô? Vậy là người cái người Chăm của mình là mình theo đạo Hồi giáo hả? Hồi giáo. Luôn không nuôi con chó, không nuôi con heo luôn. Hả? Con bò nuôi không? Bò. À. Vậy là cái đạo mình có chay, có ngày ăn chay rồi không cô? Ramadan. Cái Ramadan đúng không? Ồ, vậy theo đúng. Mình vô anh á, mình đi vòng như đó một cái. Không nuôi con heo, không nuôi con chó. Hả? Không nuôi con gì hết. Đây là giống như cái nghĩa trang anh ạ. Hin Hun San là Bin đồ, Allah đồ, mấy ảnh có những cái từ này. Riêng hết hả? Dạ. Một cái nghĩa gì nhỏ? Chị không nghĩ người Việt có đạo này. Khi tới cái duyên bạn, cái duyên chị mới ô lạ gì ở Việt Nam chị không biết luôn hả? Chị không biết, chị không nghĩ là có. À vậy hả? Những cái hát là những điều có ý nghĩa. Phụ nữ chùm đen hết trơn á. Nó cũng một cái nét. Anh đi du lịch là anh phải gì? Lần nào giờ mình mang tiếng xấu, nhưng mà sự người theo đạo này nếu mà chính thức theo đạo đúng rồi, rất là duyên. Đúng rồi xin ông à. Coi này là cuốn Torah. Yeah.